Cảnh sát đường thủy kiểm tra nồng độ cồn với hàng loạt lái tàu trên sông Đuống. Từ 9 giờ sáng mùng 1 tháng 4, tổ công tác của Thủy đoàn 1 Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an bắt đầu làm nhiệm vụ kiểm soát vi phạm nồng độ cồn với người điều khiển tàu thuyền xà lan trên sông Đuống, đoạn qua xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Hai cano và một tàu của lực lượng cảnh sát đường thủy tuần tra cơ động trên sông để kiểm tra các phương tiện qua lại. Bên cạnh việc kiểm tra nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông cũng kiểm tra các lỗi vi phạm như chở hàng quá vạch dấu mớt nước an toàn, không chấp hành các quy định về đăng ký đăng kiểm. Trong ngày 1 tháng 4, tổ công tác của Thủy đoàn 1 đã dừng kiểm tra với hàng chục phương tiện thủy trên sông Đuống và chưa phát hiện vi phạm về nồng độ cồn. Theo đại diện của Thủy đoàn 1, để các thuyền trưởng, thuyền viên dần thay đổi thói quen sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện thủy, thì cán bộ chiến sĩ của Thủy đoàn 1 đã tuyên truyền vận động liên tục từ sau đầu năm đến nay. Ngoài ra, Thủy đoàn 1 cũng thường xuyên phát tờ rơi có nội dung về các mức xử phạt khi thuyền trưởng, thuyền viên vi phạm để họ truyền tay nhau đọc và nắm được. Trong khoảng thời gian từ nay đến 30 tháng 4, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy sẽ mở đợt cao điểm kiểm soát vi phạm về nồng độ cồn với người điều khiển tàu thuyền xà lan.